Nhà ga 3A là tổ hợp vui chơi giải trí ẩm thực trên đường Tôn Đức Thắng, quận nhất thành phố Hồ Chí Minh, cũng được dựng theo mô hình zone 9 ở Hà Nội, thu hút đông đảo giới trẻ đến đây mỗi ngày. Tuy nhiên, tổ hợp này sẽ đóng cửa từ tháng 5 do liên quan đến quy hoạch đô thị của thành phố. Và bù lại thì tại đây đang có một khu chợ phục vụ nhu cầu mua sắm ẩm thực cho mọi người. Từ ngày 1 tháng 5, nhà ga 3A sẽ đóng cửa. Điều này khiến không ít người tiếc nuối bởi nơi đây vẫn thu hút sự tham quan của nhiều du khách và người dân bởi nét cũ kỹ, cách bài trí không gian hoài cổ xe lẫn hiện đại. Ở đây có đủ các phòng tranh, studio, quán cà phê, số thời trang, kho hàng từ thiện, kho hàng ký gửi, tiệm bánh và không tốn phí vào cửa. Hiện du khách đến thành phố Hồ Chí Minh có một điểm mua sắm ẩm thực cá độc đáo là khu chợ dưới lòng đất ở tầng hầm công viên 23 tháng 9 quận 1. Đây là mô hình kết hợp giữa chợ truyền thống và hiện đại với các hoạt động ẩm thực đa dạng, nhà sách, cà phê đáp ứng nhu cầu mua sắm giải trí của nhiều người, đặc biệt là du khách nước ngoài. Khu vực tầng hầm có diện tích 11.000 m2, trong đó có 5.000 m2 tái hiện không gian văn hóa ẩm thực đường phố châu Á xưa với gần 100 gian hàng.